谁更肯定将教训对客谋命满当真看来的共有学问越来跳梁分教行政南无本师Thích Ca Mâu Ni Phật。Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần 57.8 với chương trình Sống Đời Sống Phật. Trong phần 1, chúng ta đã cùng nói về hai uẩn đầu tiên của ngũ uẩn, đó là sắc và thọ. Vậy xin Thầy nói tiếp về ba phần còn lại của ngũ uẩn. Cảm ơn cô Diệu Nguyệt. Thưa quý vị, đó, nói về thọ thì chúng ta thấy đó, những cái giác quan của chúng ta khi tiếp xúc với những cái đối tượng, nó cho chúng ta những cái cảm nhận, có thể vui, có thể buồn, vân vân. Thành thử ra nếu mà mình không có loại trừ những cái cảm giác khó chịu hay giả là những cái cảm giác ưa thích, kể cả trung tính, thì nó sẽ kèm theo một cái chuỗi tâm lý rất rất là khổ đau, có thể ở cái mức độ cao hoặc giả là ở cái mức độ nó tương đối thấp. Nếu mà dù cao hay thấp thì cái đó nó cũng đưa dẫn đến những cái hệ lụy khổ đau lâu dài. Cho nên Đức Phật dạy là phàm cảm thọ cái gì về quá khứ, tương lai, hiện tại, dù là nội hay ngoại, dù là lớn hay nhỏ, dù là thánh hay là nó không phải là cái nó mạnh mẽ, xa hay gần, mà nó cho chúng ta những cái cảm nhận vân vân. Ở trong ba cái loại cảm thọ đó thì chúng ta cần phải đoạn trừ ngay. Nếu không thì nó sẽ đưa dẫn đến những cái bệnh của tâm, và từ đó nó sẽ gây ra không biết bao nhiêu cái khổ hồn, nó sẽ liên hệ đến thân bệnh vân vân. Và cái nhóm gọi là ngũ uẩn đó, ngoài cái sắc và thọ còn có một cái khác, đó là tưởng uẩn, khanda, là cái nhóm tri giác, nó có khả năng nhận biết cái đối tượng đó là cái gì, khả năng kinh nghiệm của sáu giác quan và sáu cái đối tượng của giác quan, nó phân biệt những cái đối tượng từ những cái giác quan của chúng ta tiếp xúc. Và ở đây thì chúng ta thấy nó phân biệt làm hai loại, nhận biết những cái đối tượng từ bên ngoài, chẳng hạn như cặp mắt của chúng ta nhìn thấy tivi có hình ảnh như vậy, rõ hay không rõ, hình đó của ai, hình kia là của ai, vân vân. Nhưng mà có một cái loại thứ hai, đó là khả năng nhận biết những cái đối tượng ở bên trong, những cái đối tượng tâm lý hoặc giả là những cái khái niệm, những cái hồi tưởng về ký ức, vân vân. Nếu mà chúng ta quán chiếu cho thật kỹ thì chúng ta thấy rõ ràng là dù là cái đối tượng ở bên trong hay là đối tượng đó nó nằm ở bên ngoài, nội hay ngoại, nó cũng không phải là tôi. Cho nên mình đừng để cho nó bị vướng mắc vào đó. Nếu mà mình cho cái đó là tôi, cái đó là của tôi, bị vướng mắc vào nó thì mình sẽ không thể giải thoát được. Mình không thể nào có được một cái đời sống thật sự an lạc. Đó là cái uẩn thứ ba, phải không ạ? Dạ, là tưởng. Thứ nhất là sắc, thứ hai là thọ tưởng, thứ ba là tưởng. Tưởng, sắc, thọ tưởng, tưởng uẩn. Thứ năm, thưa quý vị, là hành uẩn, sankhara, khanda. Đây là một cái hiện tượng, hành là một cái hiện tượng sinh diệt. Như trong cựu kệ mà Đức Phật thường dạy, chư hạnh vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt dễ diệt thì tịch diệt vi lạc. Những cái hành chính của nó là gì? Cái gì mà nó thuộc về vô thường thì đó là cái pháp sinh diệt. Nhưng mà cái sự sinh diệt đã chấm dứt,
đã diệt rồi thì chính cái sự tịch diệt đó là sự an lạc. Đó. Thành thử ra hành uẩn ở đây có nghĩa là những cái hiện tượng tâm lý nó mang cái tính chất mà nó tạo tác ra kịp. À, nó là một cái năng lực, nó thúc đẩy, nó là một cái động lực tái sinh, nó là một cái giống như là một cái ý chí, vâng không? Mình có thể diễn dịch qua rất nhiều cái từ ngữ. À, nhưng mà ở đây hành uẩn là những cái hiện tượng tâm lý, còn được gọi là tâm sở. Mà theo duy thức học thì chia thành 51 loại tâm sở. À, gồm cả thọ tưởng, tức là cảm giác và tri giác. Nó cũng được gọi là hành. Khi mình phân tích theo duy thức học thì chúng ta thấy nó rất là chi li. Nó rất là chi li. À, cho nên không phải là chỉ ở một số những cái từ ngữ. À, thì ở đây á, cái hành uẩn cũng có 6 loại do cái sự tiếp xúc giữa 6 cái giác quan và 6 cái đối tượng. Hành còn gọi là tư, còn gọi là tư. Đức Phật dạy này các tỳ kheo, thế nào là hành? Có 6 tư thân: sắc tư, thinh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Đây gọi là hành. Đó là trong Tương Ưng Bộ Kinh đã ghi lại như vậy. Tư là những cái động lực quyết định, là ý chí, là cái ý muốn. Tâm sở này nó tạo động lực để mà nó dẫn dắt cái tâm của mình theo cái xu hướng thiện hay là ác. Nó sẽ tạo ra những cái kinh nghiệm, có thể là thiện hay là bất thiện. Một số những cái tâm sở khác là nó có một cái tác động rất là mạnh để mà nó tạo ra những cái nghiệp. Mà khi nói đến nghiệp thì chúng ta biết là nó có những cái thiện nghiệp, hoặc giả là ác nghiệp, nghiệp lành hay nghiệp dữ. Cho nên Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, phàm hành gì thuộc quá khứ, hiện tại hay vị lai, nổi hay ngội, thô hay tế, liệt hay thánh, xa hay gần, như vậy là hành uẩn. Tất cả những hiện tượng tâm lý, sinh lý hiện tại là kết quả những cái hành uẩn đó. Thì chúng ta hiểu tôn giả Xá Lợi Phất cũng đã khuyên trưởng giả Cốc Cổ Độc là hãy quán niệm để hiểu được rằng là cái hành uẩn này không phải là tôi. Tôi không bị vướng kẹt vào cái hành uẩn đó. Đây là một cái loại năng lực tiềm ẩn mà nó thúc đẩy, nó điều khiển để nó làm cho chúng ta tạo ra những cái nghiệp, có thể là thiện hay là có thể là ác. Khi mình nói về cái hành uẩn đó, chúng ta còn phải giải thích nhiều lắm thì nó mới giúp cho chúng ta hiểu được, còn không thì mình chỉ hiểu một cách hời hợt. Thì cô Diệu Nguyện nghĩ như thế nào về cái hành uẩn này? Dạ thưa thầy, theo lời giảng của thầy thì con hiểu là hành uẩn là những cái tâm lý của mình mà nó tác động đến những cái việc làm thiện hay ác, có đúng không thầy? Đây giống như một cái động lực, một cái ý lực, một cái ý chí đó, nó thôi thúc, nó thuộc về tư, nó khác với tứ, với tầm. Thì ở đây cô nói cũng trên một cái phương diện về ngôn ngữ thì thấy cái đó cũng không phải là sai, hành uẩn mà nó sở dĩ nó hiện hữu, nó tồn tại là nhờ những cái điều kiện, những điều kiện khác gọi là duyên sinh. Cho nên nó cái gì thuộc về duyên sinh thì nó là vô thường, nó là vô ngã, nó không thuộc về mình, đúng không thuộc thầy? Về mình. Nếu mà mình nghĩ cái đó là tôi, cái đó là của tôi, cái đó là một cái suy nghĩ sai lầm. Và chính vì cái suy nghĩ sai lầm không có đúng, cho nên mình bám víu nào đó, mình chấp vào nó, ai mà đụng đến thì mình có thể ăn thua đủ. Do vậy mà mình trở thành là cái người luôn luôn sầu muộn, luôn luôn phiền não, luôn luôn khổ đau. Dạ, vậy là do cái yếu tố hành của mình cố chấp và bản ngã quá lớn, cho nên mình nghĩ là những cái sự vật xung quanh mình là của mình, cho nên là mình cố chấp vào nó thì mình cảm thấy không vui khi mà nó bị mất đi hoặc là nó bị hư hại, có đúng không thầy? Đúng vậy, cho nên mình phải buông bỏ. Và cái sự mà buông bỏ
là chính Đức Phật dạy. Chúng tôi cũng lặp lại cái lời dạy của Đức Phật, chứ chúng tôi không nói theo cái tư ý của mình. Nếu mà chúng tôi nói theo cái quan điểm của mình thì chúng tôi nói, à đây, tôi là viên lý, chúng tôi nói như vậy, chứ chúng tôi không nhân danh Đức Phật để mà nói. Nếu mà mình nói theo những cái giáo pháp của Đức Phật là mình phải trích dẫn đàng hoàng, kinh điển ở đâu, chỗ nào, chứ mình không thể tự ý mình nói, rồi mình nói, ô, giáo lý của Đức Phật là vậy. Không, mà mình phải khẳng định, đây là cái quan điểm riêng của tôi là như vậy, còn lời dạy của Đức Phật là như vậy. Mình có chấp nhận lời dạy của Đức Phật hay là mình phủ nhận? Thì mình cũng nói thẳng, mình can đảm nói, tôi không thừa nhận cái lời dạy của Đức Phật, tôi thấy cái tôi là đúng, thì mình cứ nói thẳng. Còn nếu mà mình nói ậm ừ thì mình sẽ rất là mà có lỗi, và mình sẽ chuốc lấy một cái quả báo rất là lớn khi giải thích giáo lý của Phật giáo một cách rất là sai lầm, gọi là cái tà kiến, đưa cái tà kiến vào là rất là nguy hiểm. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Rất tiếc thời lượng của chương trình không cho phép chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Nếu như quý vị có câu hỏi hoặc góp ý nào về Phật Pháp, xin quý vị vui lòng liên hệ về Chùa Diệu Pháp với số điện thoại 626-614-0566 hoặc Chùa Điều Ngự 714-890-9513. Xin chúc quý vị một đời sống an lạc và thư thái. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại lần sau. Xây thương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng